Kính đã đến bằng những gương ngọt cổ vô cùng kinh khí cho bạn thể tăng đế và nhân dân. Ta đến tới là phút giây lưu niệm biệt đi trong buổi sáng của ngày hôm nay. Khoảng hết thời gian thì vô cùng là ngắn ngủn, chỉ còn vẹn vẹn từ giờ cho tới 10 giờ trước ngày hôm nay thì gia đình hoạt động kết hợp cùng ban tổ chức lễ tăng cũng như các ban ngành đoàn thể và nhân dân trở về tại gia chúng long trọng cử hành buổi lễ truy điệu, lễ di quan để kính đến cổ về nơi yên nghỉ cuối cùng. Vậy trong buổi sáng của ngày hôm nay, đảm nữ kinh nhạc những cô nương nhận lời mời từ phía gia đình tăng hiếu cũng như trực thuộc dịch vụ lễ tăng trọn thoái trần giỏi đã trở về tại gia chúng dâng lên những cánh hoa lòng thương nhớ để buổi trưa ngày hôm nay tình cảm của cụ bà tôi người bạn đời trăm năm hẹn ước hôm nay đây cụ ra đi yên phận cụ rồi. Để đại cụ bà tôi thì biết đứng ngồi ra sao, để đại toàn thể anh chị em con cháu gặp khi hai dòng này kính đến cổ vẻ nơi yên nghỉ cuối cùng. Vậy trong buổi sáng của ngày hôm nay thì phần ghi đẽ dân hoa của chính em trong đoàn kinh nhạc xin trịnh trọng cử hành, thì anh em trong đoàn nhạc hiếu chúng tôi có lời mời toàn thể anh chị em con cháu chúng ta thu xếp thời gian trở về tại gia chung chỉnh tề khăn áo chuẩn bị cho đầy đủ những thủ tục nghi lễ và chuẩn bị tiền đò để toàn thể anh chị các con cháu kính tiễn người cha tín quý xuôi đò về an nghỉ bằng an nơi cảnh Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Mời Phật. Dạy dân hương đi. Chị em ơi. Ừ, chút này nhìn trông nắng quá nhìn đi dâm.
Quay đi đâu đấy tắm. Người ta vào. Người ta đã đến chưa? Đến chưa? Rồi.